Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trong khi đi rừng để lấy cây thuốc thì mình có bắt gặp một dây thuốc rất tốt các bạn ạ. Dây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là dây huyết đằng các bạn nhé. Thì mình cũng nói để các bạn biết trong cái nhóm dây huyết đằng này thì nó có phải đến 8-9 loại đang được sử dụng trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền. Vì sao nó lại có tên gọi là huyết đằng? Đây các bạn nhìn đây này, mình mới vừa bập nhẹ cái mà máu vỏ đã ra này. Toàn bộ những cái dây mà có máu vỏ thì người ta gọi là huyết. Còn đằng là chỉ từ dây neo các bạn ạ. Cho nên là trong cái nhóm dây huyết đằng này nó có rất nhiều loại. Đây là cái loại ba lá chét này các bạn này. Lá khi còn non thì nó có lông, mà khi về già thì nó sẽ hết lông các bạn ạ. Khi về già nó không có lông nữa đâu. Đây là cái lá của nó về già này các bạn này. Nó sẽ nhẵn. Về già nó không có lông nữa. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền sử dụng cây huyết đằng này trong các thang thuốc bổ máu, bổ khí huyết, đặc biệt là trong thang thuốc chữa trị về căn bệnh thoái hóa đau nhức xương khớp thì các thầy thuốc nam là sử dụng rất nhiều cái dây huyết đằng này, bởi vì nó có tác dụng là hành khí hoạt huyết. Hầu như là các thầy thuốc nam là đều sử dụng đến cái dây huyết đằng này. Thì dây huyết đằng này nó có rất nhiều loại. Loại 3 lá, loại 5 lá, loại 7 lá, 9 lá. Trong cái nhóm dây huyết đằng này rất nhiều loại. Nhiều nơi thì gọi là cỏ máu, rồi dây bổ máu, còn dây máu người, rồi máu gà, máu lợn, rất là nhiều tên các bạn ạ. Cái nhóm dây huyết đằng này nó nhiều lắm, gần 10 loại. Dây này leo tít trên kìa các bạn. Đây mình mới bập mà máu vỏ nó ra rất nhiều này các bạn. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.